杏花作絮沾染几缕相思，谁在临摹你的笔迹，落红满地飘过几时风雨，唯有缘分不可抛弃。迷醉梦里掠过几身悲喜，谁在试探我的情意，黑白对弈各执几粒棋子，输赢难断爱恨故里。此去经年应是良辰好景，需要守千古万绪，我在爱里寻觅，花心难离有太多迷离，送我清风才摘动力，已经有过谁人与我相依，千丝万缕我在爱里回忆，繁华隐去了太多风雨，落红挂你唱歌一曲，一夕梦里难言与我别离。感动ngày vui biết bao giờ chuyển thể từ tiểu thuyết Khuynh Thành Chi Luyến của Linh Hy, tập 40. Vật tử chính. Anh Dung, cậu chính là gián điệp. Anh Dung, anh đang nói gì thế? Cậu nghe không hiểu à? Người vừa đi chẳng phải là Yoshida? Anh Dung, tôi chưa từng nghĩ tới việc phản bội tổ chức. Ngài Thẩm bị truy sát khắp nơi. Tôi luôn nghi ngờ nội bộ chúng ta có người bán đứng anh ấy. Không ngờ lại là cậu. Tôi có nỗi khổ tâm. Đội hướng binh vây quét hội thanh niên đã hy sinh mất hai đồng chí. Cậu muốn giải thích thì tìm họ mà giải thích đi. Anh Dung, xin lỗi. Thẩm, tình thế ép buộc em tạm thời trở về nhà họ Tiêu, quay lại làm Lâm Hằng Cảnh. Tất cả đều ổn, đừng mong nhớ. May mà rút lui kịp thời. Ngày mai A Lương sẽ sắp xếp cho anh rời khỏi Bắc Tư. Không thể gặp trực tiếp để chào tạm biệt, đành mượn ngồi bút chúc anh suôn sẻ. Chúng ta tự mình bảo trọng Hằng Cảnh. Thương Nghi, để anh. Không sao đâu anh Thẩm. Đúng rồi, dạo này thời tiết chuyển lạnh, em lấy chiếc áo khoác lông chồn của cha em mang qua đây. Ngày mai anh đi rồi, đừng để bị cảm lạnh. Thương Nhi, anh không xứng để em tốt với anh thế này. Hơn nữa hoàn cảnh của anh lúc này cũng không cho phép anh nghĩ tới chuyện tình cảm cá nhân. Anh Thẩm, em không bận tâm anh là ai,
từng làm gì. Em chỉ biết tình cảm em dành cho anh chưa từng thay đổi. Cũng không ai có thể bước vào trái tim của em giống như anh. Anh không biết, lúc em biết anh kết hôn, em buồn biết mấy. Nhưng em lại không muốn quấy rầy anh, cả không muốn phá hoại gia đình anh. Nhưng giờ thì tất cả đều đã trở về vạch xuất phát. Em vẫn giữ câu nói đó, em có thể chờ, chờ đến ngày anh thích em. Nếu cuối cùng anh vẫn không thể thích em, không sao hết. Nhưng xin anh đừng từ chối để em thích anh. Được rồi anh Thẩm, em còn có việc phải đi trước đây. Ngày mai em sẽ đến ga tàu tiễn anh. Tôi lên xe. Chỉ mới nửa ngày thôi mà. Chú hơi sốt ruột quá rồi ấy nhỉ. Phó tư lệnh Tiêu, tôi cũng nghĩ cho cậu mà thôi. Nhỡ đâu cậu không bắt được bọn giặc cộng thì vẫn còn thời gian vớt vát chứ nhỉ. Việc này không phiền chú bận tâm. Khiêng lên. Rõ, rõ. Phó tư lệnh Tiêu, đừng nói với tôi là cậu sẽ nói đây chính là Thẩm Yến Thanh đấy nhé. Tư lệnh Khang, ông không nhìn nhầm đâu, đây chính là Thẩm Yến Thanh. Tôi tin rằng ông đã biết nhiệm vụ 36 ngõ Xuân Phong hôm qua rồi. Đó chính là địa điểm đầu mối của Đảng Cộng sản. Chúng tôi đã tóm được Thẩm Yến Thanh ở đó, nhưng hắn bắn chết hai binh sĩ của chúng tôi còn ngoan cố chống lại. Để tốc chiến tốc thắng, không làm hại người vô tội, nên chúng tôi chọn cách cho nổ. Nếu tư lệnh Khang không tin, có thể đích thân tới hiện trường kiểm tra. Hoặc ông có thể hỏi người dân xung quanh, họ có thể điều làm chứng. Sao tôi biết được các cậu có treo đồ dây bán thịt chó, tìm một người chết thay thế hay không? Chúng tôi nhận nhiệm vụ của cấp trên, cũng đâu có nói phải bắt sống. Nếu tư lệnh Khang không tin, có thể kiếm người khám nghiệm tử thi đến khám nghiệm. Tiêu Bắc Thần, cậu đang kéo dài thời gian. Tôi đang kéo dài thời gian đấy. Thì làm sao? Đây chính là khôn lắm dạy nhiều. Dẫn người ra đây cho tôi. Rõ. Ga Bắc Tân. Kiểm tra kỹ vào. Rõ. Cẩn thận, cẩn thận, tránh ra. Tránh ra. Dừng đường, làm gì thế? Tránh ra, dừng đường. Tránh ra, tránh hết ra. Cảm phiền, cảm phiền. Quân phòng vệ đến rồi, chúng ta vào trước đi. Làm gì, tiễn người. Qua đi, anh không được đi. Tránh ra, tránh ra. Quay lại đây. Đứng lại. Đi. Anh bạn, cậu nói cho chúng tôi biết cậu là ai, tên là gì đi. Tôi là Đầu To, là thành viên của Hội Thanh niên Bắc Tân. Hội Thanh niên? Mới mẻ đấy. Cậu nói là người nằm dưới đất không phải Thẩm Yến Thanh. Thẩm Yến Thanh thật ở ga tàu. Đúng vậy. Anh ta đi tàu lúc 2:40 chiều nay, rời khỏi Bắc Tân đến Thiên Tân, đi tàu từ Thiên Tân đến anh. Sao cậu biết?
Đáng lẽ hôm nay tôi sẽ hộ tống anh ta đến ga tàu. Vậy tại sao cậu không tới ga tàu mà còn tới đây? Anh Dung, anh Dung, anh Dung, chuyện gì thế này? Ai làm vậy? Ai đã giết anh Dung? Anh Tự Chính, Thẩm Yên Thành, anh Thẩm, sao lại là anh ta? Tiêu Bắc Thần ép hắn khai ra danh sách hội thanh niên có ý định gia nhập đảng cộng sản, hắn bán đứng chúng ta để bảo vệ bản thân. Bị anh Dung phát hiện, nhưng tôi lại không ngờ hắn lại giết người diệt khẩu. Thảo nào ngày mai hắn có cách ra khỏi thành đi đến ga tàu. Hóa ra hắn đã làm tay sai của Tiêu Bắc Thần. Thẩm Yến Thành là tên ngụy quân tử, chúng tôi không liều mạng vì hắn đâu. Tôi muốn tố giác hắn. Khiên xuống. Rõ, rõ. Tên Định Khang chỉ dựa vào một người lai lịch không rõ ràng, nói bừa vài câu ở đây, e là khó thuyết phục. Dễ thôi. Hắn nói thật hay giả rất dễ biết được. Bây giờ thời gian vẫn còn kịp, lập tức cho tàu dừng chạy. Phải người đến ga tàu, bao vây ga tàu. Không tới một canh giờ, lập tức có thể làm rõ sự thật. Cậu thấy ý tưởng của tôi thế nào? Giờ đây có hai con đường bày ra trước mặt cậu. Hoặc là phái người đến ga tàu, hoặc là cậu chịu khó đi theo tôi. Thẩm, cô Tư, nghe nói bên cậu ba xảy ra chuyện rồi. Anh tôi xảy ra chuyện luôn. Hạc Dương, xin chào. Tôi muốn nhờ anh giúp một việc. Giúp tôi đưa thứ này cho người đàn ông mặc vest đằng kia. Anh nói với anh ấy thế này, xin anh ấy nhất định hãy bảo trọng. Đây, cảm ơn anh. Lão Hoàng, chúng ta đi. Anh Thẩm, kể từ khi quen anh, thời gian của em đã dừng lại, giống như chiếc đồng hồ không nên chỉ có này. Tình cảm em dành cho anh chưa từng thay đổi. Dừng giờ đây, em hy vọng chiếc đồng hồ này có thể chạy lại. Sau này có thể cùng tạo ra thời gian thuộc về chúng ta. Anh Thẩm, gần đến giờ rồi, chúng ta lên tàu thôi. Được. Bảo trọng nhé anh Thẩm. Tôi đi rồi, các cậu cũng phải bảo trọng. Alo, Phủ Tá Giang, tôi là Thịnh. Tôi là Lâm Hoàng Cảnh. Xin hỏi, giờ Phó Tư lệnh đang họp à? Cái gì? Lão Hoàng, còn bao lâu nữa? Chưa biết được. Xe kéo. Bán báo đây. Anh, ngẩng đầu lên. Anh, quay lại đây. Để tôi thử. Ngẩng đầu. Anh, ngẩng đầu. Ngoan, không khóc. Không khóc, không khóc. Bé ngoan, nào, ăn cái này. Anh này, cứ để tôi bế nó cho. Đừng khóc nữa, ngoan. Bây giờ là 2:35. Liệu tôi có thể cho rằng cậu từ bỏ việc xác thực sự thật, lựa chọn con đường thứ hai trong hai con đường tôi vừa nói?
Vậy thì xin đắc tội. Dẫn đi. Ai dám động vào anh ba thì bước qua người tôi trước đã. Khoan đã. Sao em lại đến đây? Mở ba. Sao cô lại đến đây? Ông muốn tìm phe cộng chứ gì? Tôi biết phe cộng ở đâu. Lâm Hoàng Cảnh, em có biết em đang làm gì không? Mở ba biết phe cộng ở đâu à? Các cậu còn ngẩn ra làm gì? Mau dẫn Hoàng Cảnh đi xuống. Chị dâu, lữ đoàn trưởng Hứa, tham mưu trưởng Mạc, các cậu làm gì đấy? Mợ ba có tin tình báo quan trọng muốn cung cấp. Phải để cho cô ấy nói hết chứ. Bộ tư lệnh quân phòng vệ chúng tôi chịu trách nhiệm giám sát kỷ luật quân đội. Các cậu cản trở công vụ thế này, tôi biết ăn nói với cấp trên thế nào. Tiêu Bắc Thần, không ngờ tôi vừa đến ga tàu đã gặp mai phục. Phó tư lệnh Tiêu quá là cao tay. Thẩm Yến Thanh, đúng vậy, tôi chính là Thẩm Yến Thanh mà các ông cần tìm. Một người của Đảng Cộng sản đường đường chính chính, cậu còn dám đến thật à? Hy sinh thân mình khi tổ quốc lâm nguy, có chết cũng không sợ. Tại sao tôi không dám đến? Giả dụ tôi chết, sẽ có đồng chí của tôi chôn cất xác tôi, lau sạch vết máu tiếp tục chiến đấu. Ý chí cách mạng không phải thứ ông giết vài người cộng sản là có thể phai mờ. Thẩm Yến Thanh, tôi cho cậu một cơ hội. Rốt cuộc cậu gặp mai phục của phó tư lệnh Tiêu hay là chủ động từ thú? Cậu có thể đưa ra lựa chọn. Nếu chọn đúng, tôi có thể tha chết cho cậu. Tôi cũng cho ông một cơ hội lựa chọn. Ai cũng biết người Nhật giả tâm tàn ác. Giả sử ông rạch ròi quan hệ với chúng, vẫn chưa muộn. Nếu ông khăng khăng cố kết làm việc xấu cùng chúng, chắc chắn ông sẽ trở thành một tội nhân lịch sử. Trên mảnh đất loạn lạc này, không ai có thể chỉ lo cho thân mình. Mộc sắc xâm lược của người Nhật giống như thanh gươm của Damos lơ lửng trên đỉnh đầu chúng ta. Ngày nào nó chưa rơi xuống thì ngày đó chưa được bình yên. Đến một ngày khi nó thực sự rơi xuống, cậu sẽ phát hiện mình đã mất đi khả năng chống đỡ. Vì vậy, chỉ cần chúng ta đứng lên phản kháng sớm ngày nào, thì ngày ấy chúng ta có thể giải phóng đồng bào của chúng ta dưới mộc sắc của chúng. Mỗi người Trung Quốc điều nên vì quê hương đất mẹ của chúng ta, vì con cháu đời sau của chúng ta, mà cháy lên lòng trung thành và nhiệt huyết của mình, đoàn kết một lòng, không nhường dù chỉ một tấc đất. Việc đơn giản như thế chẳng có gì phải do dự. Hãy là một người Trung Quốc có lương tri, đều biết nên làm thế nào. Nói trăng trời chiếu rọi, sông núi chảy đến, đều là đất ta. Kẻ nào to gan xâm phạm, tuy mạnh cũng ắt phải giết. Tư lệnh Khang, ông nói có đúng không? Bờ ba nhà họ Tiêu, chúng ta gặp nhau lần đầu, nhưng cô thật sự rất giống vợ tôi. Tiếc rằng cô ấy đã rời khỏi Trung Quốc. Tuy rất giống, nhưng suy cho cùng vẫn không phải. Tôi muốn nói với cô rằng, có những cảnh giả dối chỉ là tạm thời, chờ thời cơ đến, nó nên rũ bỏ ngụy trang vì lòng mình. Phó tư lệnh Tiêu, tôi lớn hơn cậu vài tuổi, không dám nhận làm anh.
tôi tặng các cậu vài câu nói. Mong rằng mỗi lựa chọn của các cậu đều xuất phát từ thâm tâm. Đừng làm việc khiến mình hối hận được. Thảo Miến Thành, bắn! Anh Thẩm, anh Thẩm, anh Thẩm. Cậu Quân Nghi, Quân Nghi, anh Thẩm, tước súng của họ, Quân Nghi. Bỏ súng xuống, bỏ súng xuống. Anh Thẩm, anh Thẩm, bắt thần. Cậu phải chăm sóc tốt cho Hàn Cảnh. Anh Thẩm, anh Thẩm, không phải anh đã đến ga tàu rồi sao? Tại sao lại không đi? Tại sao? Hương Nhi, Hương Nhi, em cậu rất nhiều lời chưa nói với anh mà. Anh Thẩm, anh không được rời xa em. Chúng ta hẹn gặp lại ở kiếp sau. Không, không, anh Thẩm. Thẩm, anh Thẩm, anh Thẩm, xin lỗi anh. Lấy một tấm bia mộ cũng không làm được cho anh. Giống như nước chảy róc rách, không bao giờ cạn. Tất cả bọn em đều sẽ nhớ về anh. Anh Thẩm, xin hãy yên nghỉ. Anh biết cậu là người dẫn quân đánh trận. Cậu biết làm thế nào giành chiến thắng, thoát khỏi tình huống nguy hiểm. Thế giới mới chỉ có thể ra đời trên cơ sở lật đổ chế độ cũ. Chỉ khi nào lật đổ rồi mới tiến hành cải cách sâu, thay cha đổi thịt từ gốc rễ. Không thì sự lật đổ này chỉ có sự thay đổi ôn hòa, sẽ không lâu dài. Bác thần, so với việc để quân Việt hoàn toàn diệt vong, bọn anh mong mỏi người giống như cậu gia nhập vào hàng ngũ của bọn anh hơn, thành sức mạnh vững chắc của bọn anh. Mỗi người Trung Quốc đều nên vì quê hương đất mẹ của chúng ta, vì con cháu đời sau của chúng ta mà chế lên lòng trung thành và nhiệt huyết của mình, đoàn kết một lòng, không nhường dù chỉ một tấc đất. Tư lệnh quân đoàn 1, quân đoàn trú vùng chính Bắc, anh ba. Tư lệnh gửi điện báo tới. Con trai của ta Bắc Thần, ta đã biết chuyện của Yến Thanh, đau đớn thấu xương. Khang Kính Hùng cấu kết làm việc xấu với người Nhật, Yến Thanh hy sinh vì đạo, giết tên gian ác này, là anh hùng dân tộc, là tấm gương suốt đời cho con. Sau này
chỉ cần lời nước lời dân, tiêu diệt kẻ thù. Con cứ mạnh tay mà làm, ta sẽ ủng hộ con hết mình. Gờ Nhật giả tâm tàn ác, uổng mưu đã lâu. Chúng ta đối mặt kẻ địch đáng gờm, tuyệt đối không lùi bước, không được nhân nhượng với kẻ thù. Trọn đời không được đánh mất nhân cách quân nhân. Thà làm gọc nát còn hơn ngói lành. Bỏ đây, bỏ đây. Thuế xuất khẩu của Nhật và thuế doanh nghiệp Nhật nội địa, tất cả đều tăng 30%. Thông báo tới kiều bào Nhật Bản. Tiêu. Hội trưởng, Khang Kính Hùng đã chết, nhà họ Tiêu rửa sạch hiềm nghi chứa chấp phe cộng. Bên Nam Kinh truyền tin đến, chính phủ trung ương muốn Tiêu Hải Sơn tiếp quản vị trí tổng tư lệnh quân đồng trú vùng chính Bắc. Xét về kinh nghiệm, về tiếng tăm, Tiêu Hải Sơn quả thực là sự lựa chọn tốt nhất của chính phủ trung ương. Khang Kính Hùng xưa nay mưu kế đa đoan. Kim Thành đã chết, nhà họ Tiêu thì lại có mối quan hệ với phe cộng. Chúng ta vốn có thể đề bạt hắn lên vị trí tổng tư lệnh chính Bắc suôn sẻ. Ai mà biết hắn lại chết như vậy, khiến cho kế hoạch của chúng ta biến thành công cốc. Trên đời này có bao nhiêu việc, đều đến bước cuối thì sôi hỏng bỗng không. Nước cờ này thua thì là thua. Hội trưởng, cha con nhà họ Tiêu không hòa hợp với chúng ta ra mặt. Nếu họ nắm quyền, vậy thì trơ mắt ra nhìn lính chính Bắc trở thành kẻ địch của Nhật Bản hết. Hội trưởng, ngày mùng 5 tháng này, Tiêu Hải Sơn đi máy bay từ Mỹ về Bắc Bình, đưa lại từ Bắc Bình về lại Bắc Tân. Sao có thể để cho ông ta trở về dễ thế được? Má cáo, chắc là ở đây nhỉ? Hiệu chụp ảnh. Hứa Khờ. Tôi biết trong lòng cậu rất buồn. Muốn khóc thì cứ khóc đi. Ai bảo tôi muốn khóc chứ? Tôi vui. Đừng miễn cưỡng bản thân. Tôi miễn cưỡng ư? Tôi nhìn cô ấy và anh Thẩm bên nhau. Không nên vui sao? Cậu có buông tay nổi không? Tình yêu mà Thương Nghi dành cho anh Thẩm đã vượt ra khỏi tình cảm giữa nam và nữ. Với Thương Nghi, anh Thẩm là một sự gửi gắm về mặt tinh thần, còn là đức tin của cô ấy. Đó là người tôi yêu. Tôi mong họ hạnh phúc. Thành Bắc Tân.
Hải Sơn. Phó tư lệnh, điện mật khẩn cấp đưa đến trong đêm. Tập tài liệu ở đâu ra? Sở tình báo. Tư lệnh Tiêu trở về từ Mỹ. Trên đường đi từ Bắc Bình đến Bắc Tân, xe Trương Hội Tống gặp nạn, không ai sống sót. Phó tư lệnh, lùi xuống đi. Rõ. Bỏ đây. Bắc Tân điện báo cả nước, xe điên chở tên lệnh Tiêu gặp tai nạn. Bỏ đây. Từ từ thôi chị Bảy, nhanh mau lên. Cậu ba, anh ba, dì bảy, thằng ba đâu? Anh ba có tôi đâu? Anh ba bận suốt cả đêm, vừa vào phòng tắm rửa tay rồi. Dì Bảy, anh ba, thương nghi, thằng ba. Sao hai người còn vào xem báo đi? Trên đây nói rằng cha con bị tập kích. Dì đọc báo mà tưởng thật à? Sáng nay con còn nói với hai cậu ấy, nhất định phải giấu hai người chuyện này. Yên tâm đi, đây đều là những chuyện không có thật. Cha không lên chiếc xe đó. Có điều đám phụ tá Quách. Nhưng mà đây, dì Bảy, dì yên tâm đi. Sáng sớm nay cha gửi điện báo cho con, nói rằng hai thằng quỷ sứ bắt ý bắt vọng xuống máy bay cứ nặng nặng đòi ăn kẹo hồ lô. Kết quả là cha đã dẫn chúng nó đi. Thì đó, cha cũng vừa xuống máy bay, lưng, chân đều khó chịu nên mới quyết định tạm thời ở lại Bắc Bình hai hôm. Anh ba, anh đừng lừa bọn em. Giờ đến lời của anh ba nói em cũng không tin à. Cha mà xảy ra chuyện thật, anh còn có thể đứng trước mặt hai người lảm nhảm cả buổi ư? Thằng ba, có thật không? Chuyện lớn như vậy. Được rồi, dì Bảy, dì cứ yên tâm đi. Buồn 7 tháng sau là mừng thọ 60 tuổi của cha con rồi. Đây mới là việc cấp bách, chị mau bắt tay vào làm đi. Tử Tuấn, Vĩ Nghị, loại báo thiếu uy tín này thì nên mau mau niêm phong cho anh. Dân, đúng, mau niêm phong. Sáng ngày ra đọc xong làm gì hết hồn. Đúng rồi, thằng ba này an ủi người thân của phụ tá Quách và những người tiêu cùng. Vậy đi thôi dì Bảy. Về dì đi đi. Mấy đứa chú an toàn nhé. Được ạ. Phụ tá Giang, tiễn dì Bảy. Rõ. Anh ba, anh không sao chứ? Các cậu lui xuống trước đi. Đi thôi. Hai cho con ta đánh cược. Ta cược 1 tháng sau chắc chắn con sẽ chán nản chạy về. Được, con đánh cược với cha. Xin lỗi, lại gây họa cho cha rồi. Thằng nhãi con gây ít họa cho ta lắm chắc. Sinh ra thằng con như con là số phận ta, sao phải nhọc lòng cả đời. Hôm nay chúng muốn giết con chính vì con là con trai của Tiêu Hải Sơn, là một chiến tướng.
nếu bị tình cảm dây dưa quá sâu thì không làm được việc gì hết. Một người không quý trọng sinh mệnh, không trân trọng tình cảm thì không làm được đại tướng. Bắc Tân điện báo cả nước xe điên chở Tư Lệnh Tiêu gặp tai nạn. Thật là kỳ lạ, người của chúng ta rõ ràng tận mắt nhìn thấy Tiêu Hải Sơn lên xe, trên báo lại nói Tiêu Hải Sơn không có ở trên xe. Lẽ nào hắn xuống xe giữa chừng thật sao? Doanh trại phía đông có động tĩnh gì không? Tất cả đều bình thường, không có gì khác lạ. Nếu như Tiêu Hải Sơn chết thật thì rất có khả năng đây là kế hoãn bình của Tiêu Bắc Thần. Nhưng nhỡ đâu Tiêu Hải Sơn chưa chết, lòng quân Quân Dĩnh công loạn, chúng ta không thể ly gián hai phe mới và cũ của Quân Dĩnh. Hơn nữa vào lúc này Khương Trụ Nghị đề xuất kỳ thuyên chuyển về phía Bắc, e là có nghi vấn gây chia rẽ. Cậu cử ngay một điện báo khẩn cho cơ quan tình báo của chúng ta ở Bắc Bình. Dân thuộc hạ đi xác nhận. Còn nữa, giám sát chặt chẽ khắp nhà họ Tiêu xem có gì khác thường không. Dân. Phó Tư lệnh, hiện doanh trại phía đông tất cả đều trong trạng thái báo động, đã phong tỏa toàn diện. Thông tin tổng tư lệnh gặp nạn như chỉ thị của anh, tất cả những người biết chuyện đều thống nhất như một, tuyệt đối không tiết lộ ra ngoài. Đã gửi lệnh mật sang phía Bắc Bình, đang xử lý bằng chứng liên quan. Cảm ơn. Nhiệm vụ cấp bách là phải ổn định lòng quân trước, tránh để phe cũ mượn cớ loạn lạc nổi lên. Chức vụ tổng tư lệnh cũng tuyệt đối không được để phe thân Nhật nhảy vào. Anh sẽ đích thân gửi điện báo cho Trình Lãng. Anh sẽ bảo ông ta dốc sức điều đình. Minh Ngọc Nguyệt. Cô nghĩ Tư lệnh không sao thật chứ? Trên báo đã nói rồi, Tư lệnh không ở trên xe, chẳng lẽ báo còn giả được hay sao? Không thì cậu bán lấy đâu ra tâm trạng suốt ngày xã giao khắp nơi. Cũng phải, Tư lệnh và các cậu chủ nhỏ đúng là phúc lớn mệnh lớn. Hai cô đừng lắm lời nữa, mời ba. Cậu ba không cho nói những chuyện này, mau lui xuống. Dân, dân. Vâng vậy. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Hai con bé này lắm lời ấy mà, cậu ba không cho nói những lời không may mắn này. Mấy hôm nay không ăn báo tới, cậu ba cũng không đến đây. Cô nói thật cho tôi biết. Mợ chủ, cậu chủ chỉ sợ mợ lo nên mới không cho nói những chuyện này. Mấy hôm trước trên báo nói xe riêng của ông chủ gặp tai nạn,
May là ông chủ và cậu chủ nhỏ đều không lên xe, mới thoát được kiếp nạn. Chắc chắn là tôi lệnh không sao chứ? Dĩ nhiên là không sao. Bà Bảy cũng lo lắm. Ngày hôm đó tới doanh trại phía đông xác thực. Cậu ba cho bà Bảy xem điện báo ông chủ gửi từ Bắc Bình về. Thế mới tin ông chủ và cậu chủ nhỏ đều bình an. Mấy ngày nay đang chuẩn bị việc mừng thọ. Tôi hiểu rồi. Cô đi làm việc đi. Dân. Mây với mưa, tuyết với gió, ánh đêm với bầu trời quang đãng, hồng đến với nhạn đi, chim trú ngụ với côn trùng kêu, kiếm ba thước. Bác Thần về đoàn, chúng ta đọc tiếp. Con phải xem thử. Con thấy dì trang hoàng nhà cửa, đâu ra đấy cho lễ mừng thọ cha con rồi. Chứ còn gì nữa ạ? Bà Bảy đặt riêng dàn hoa, nói rằng trang trí bằng hoa tươi lá xanh, trông mới tươi sáng. Vẫn đọc tiếp à? Sao con lại về giữa giờ chiều thế này? Con chỉ về xem thử ở nhà có gì cần giúp không. Lát nữa con còn phải quay lại doanh trại phía đông. Việc ở nhà không cần con lo, con cứ bận việc của con đi. Đúng rồi. Khác Nhi à, bác Thần này, tôi lệnh có nói khi nào dẫn thằng Năm thằng Sáu về không? Chị Bảy, chị đừng sốt ruột. Cha gửi điện báo rồi, nói rằng 10 ngày nữa sẽ dẫn thằng Năm thằng Sáu về. Thật à? Vậy thì tốt quá. Mấy hôm nay lòng dì rối bời, chắc là do vụ bị tập kích trên báo lá cải gây ra. Có lẽ hả? Do dì nhớ cha quá đấy. Cơ con nói về, con mau về đi. Có phải mấy hôm nay con mệt lắm không? Đỏ hết mắt lên rồi. Chắc là cũng hơi mệt thật. Con đi đây. Đi đi. Và chúng ta đọc thêm lần nữa nhé. Đọc. Mây với mưa, tuyết với gió, ánh đêm với bầu trời quang đãng.曾在天空眷恋。